bữa nay anh Vũ được ngồi cho con trai chở đi ha. Lần đầu tiên thì con trai chở đi nè, chở đi nè. Duyên gái Úc. Giờ không biết đi đâu phải không? Lát mới biết. Mình chở con mình đi học được ha, bây giờ nó chở lại mình ha. Thư với lại Tí là mẹ chở nhiều nhất. Chứng tỏ mình già rồi. Chứng tỏ mình già. Giờ. Ồ cái rất kẹt đang đang ở trên đó, nó bị xúc con ốc hay là gì á, cái gió thổi cái kêu vậy đó. Mọi lời con chết thì nó cứ ngát sao mà không biết nó ra ráp ở trong phủ không có gì sao có gì. Nói sao mà gió thổi nó kêu vậy? Ồ hay là tại vì nó nhẹ quá phải có cái gì dằn lên như là nó chế để mà mình để đồ chở đồ ở trên đó. Mà mình không chở gì thì gió nó thổi cái nó kêu vậy. Nhiều khi có đồ gì hay là cái vali gì để lên nặng nặng thì nó không kêu. Hồi hộp không biết mấy đứa nhỏ chở mình đi đâu nè. Chờ chút xíu để xem biết ha. Chút xíu là biết rồi. Nhưng giờ mình chưa biết, chưa bật mí được. Nhớ ngày nào mình chở con mình đi học rồi ha. Đứa nào nấy nhỏ nhỏ không, bây giờ nó chở lên mình nè. Chỗ này là cái phòng cho mướn tàu được. Hôm nay mấy đứa nhỏ dẫn mình ra biển chắc. Mướn tàu cho mình đi chơi vòng chắc. Đây là xung quanh. Biển ở Long Beach. Về đi là những chiếc tàu mình cho bước chạy ra biển. Oh my God, that was crazy.
Chúng mình đang có bán đồ ăn con đứa nó nhỏ sáng chưa ăn nữa đói bụng rồi để đây mua được. Is it through this window thing right here? Is this yeah. Good? Yeah, okay. Just that pot is hot, so okay. Just be careful. Got it. Uống nước ngọt nữa hả? Have you ever driven one of our buses before? I've never driven. Okay. Did the office go over the map with you? Yeah, they did. Can you need me to go one more time? No, it's okay. Okay. We do have Bluetooth speakers if you want to connect. The only thing is I do suggest connecting when you're out there because all our boats are in the same Bluetooth. You might connect to the wrong boat on the block. Got it. But it's either going to come up as dual BT or MXD. Mm-hmm. I wrote a line up for MXD, meaning that there's going to be all our same numbers, but it's going to be these ones up here. Okay. Your pin is going to be 1234 for both of them. Okay. Got to sign through when you come back to make sure it's not get lost or what. Right. Your emergency phone number is going to be within the map. Mm-hmm. All your basic rules are up here. Everybody please follow them. Your life vest is in this back seat if you lift it up. Fire extinguishers are here. Okay. You do not need attention to these black buttons. Left turns boat left. Right turns boat right. This is your throttle. Forwards makes the boat go forwards. That's like cold stuff. Yeah. Yeah, totally. Yeah. Awesome. There's like an area where she was saying you can drive it like to like a thing right here. Control it. Like a bunch of houses, right? Like a canal. Oh, cool. Đúng không? Nó đi với mình luôn hả? Dạ, cho mình ra rồi nó mới giao mày hả? Crazy drivers, I'll see you guys when you come back. How old are you? I'm 16. Oh, yeah. That's cool. See you guys when you come back. Thank you. Thank you. Thank you. This was good. That was so cool. Yeah, tàu nó tới rồi kìa. Right, here we go. Team mình làm cấp tinh ha. Who's cold? Cold face is that? Aww. You know, fisherman, like, that would be perfect for him. Bắt đầu thuyền ra cửa biển. You want to put up your phone in? Not mine. Okay. I don't have, what, Spotify? Yeah, yeah. How do you look it up? Okay, you look good. First, huh? You can set them up if you want to. Tao tới, okay. Do you walk them up? Because then I think those loopy loops are for the... Oh, no, it's fine. I just want to stick my hand up. Oh, like to roll up the windows? Yeah, I was just asking if they want to. Oh, yeah. The life right and here. And the chips. The life. Back one? Yes, please.
Bữa nay ấy là phải tí rủ bạn gái đi theo ha. Thì bởi vậy phải cho biết trước cho nó nghỉ ngày đi chơi. Muốn ăn không? Muốn nha, chờ đỡ nữa không? À đúng thuốc rồi, đâu có còn bị say sóng nữa đâu, thấy không? Với lại sóng này sóng nhỏ mà. Đúng rồi, dở lên cho nó mát. Happy birthday, Mom! Happy birthday, Mom! Thank you!
like it? You enjoy? Yeah. Thank really? You. Thank you for Lan, Steven, Cindy and Eddie. Thoải mái quá, ăn rồi này mát quá ha. Ta đem xuống ghế đây người ta ngồi chơi nữa nè. Này mà tới Noel đó người ta treo đèn rồi dài dài đây đẹp lắm đó, ha. Không biết vậy đem chơi rượu theo xíu này uống. Anh. Uống người uống ly. Người uống ly. Thank you.
lái xe vậy đó. This house has the wood underneath too. I love it. Mom's done it. Này nó còn nhỏ mà nó lái tàu hay quá ha. Dương Môn. Thank you.
imagine being like a... Rồi, vậy là xong. Xong một ngày xinh đẹp. Thank you.